như doanh thu bình quân thì rơi vào khoảng từ 3 tỷ rưỡi đến 5 tỷ rưỡi. Ừ. 25 tuổi tôi khởi nghiệp nông nghiệp, cái tuổi rất là sung sức với tuổi trẻ, độ bền bỉ về ý chí thì chưa có nhiều. Bởi vậy thì tôi lựa chọn trồng cây vải. Cái việc mà tôi không lựa chọn được hết cái nghịch cảnh nên nó sẽ thất bại. Khi về Việt Nam, tôi thấy cái cây chanh nó cũng rất là ưu việt. Bởi vậy thì tôi lựa chọn trồng cây chanh. Muốn trồng chanh để cho thu quả sai nhanh, tôi mang ý tưởng là ghép tất cả chanh lên trên gốc cây bưởi. Đó cũng là một cái đột phá rất là may mắn khi mình tìm ra công thức để làm sao mà cái cây chanh nó được ghép trên gốc cây bưởi, nó khỏe và nó rất là năng suất. Một sào chanh trồng từ năm thứ 3 giờ đi thì nó mang năng suất từ 2 tấn đến 2 tấn rưỡi một sào một năm. Chậu cảnh thế của tôi tạo ra 3 đến 5 năm sẽ lên một được một chậu. Chậu nhỏ nhất bán từ 2 triệu, chậu cao nhất thì bán khoảng 15 17 triệu. Như doanh thu bình quân thì rơi vào khoảng từ 3 tỷ rưỡi đến 5 tỷ rưỡi. Trước đây là nghề của bọn anh là nghề làm cây cảnh, công việc hàng ngày là cắt tỉa, là chỉnh co để cho cây nó đẹp, làm cho một cái cây tức là từ một phôi lên thành một cây thành phẩm thì nó phải mất 5 năm, thì mức thu nhập tháng khoảng 15 đến 20 triệu. Mình bây giờ hiện tại đang bán ở trên 46 cửa hàng siêu thị trên toàn quốc với giá từ 35 đến 40 nghìn. Hiện tại thì mình đang hướng đến thị trường Lào, bởi vì thị trường Lào là bên đấy nhiệt đới, người ta nông nghiệp vẫn kém phát triển. Thị trường của Lào rất là tiềm năng và thị trường Lào mình đã thâm nhập được 2 năm nay rồi. Tại thì tôi đã xây dựng được một trang trại chuyên sâu về canh tác bán tự nhiên và sản xuất 100% theo công nghệ tự động hóa, sẽ giảm được lao động nhân công và tăng được cái thu nhập trên đầu sào lên. Hiện tại chúng tôi đang có một đội chuyên nghiên cứu chuyên sâu về dòng nước ép này từ quả chanh tươi. Trong Tết Nguyên đán 2020 này tôi sẽ đưa ra thị trường khoảng 1.000 chậu, giá khoảng dao động từ 2 triệu đến 15 triệu.